làm này chế thật là bá đạo luôn mà. Rồi gãy luôn. Mến chào các bạn nha, hôm nay thì mình mời các bạn cùng xem cái cảnh mà xịt mà thuốc diệt mầm của anh nông dân ở xã Vĩnh đây Vĩnh Điều các bạn. Đó, cái xịt thuốc xịt diệt mầm bằng cái máy thành tạch rất là bá đạo luôn nha, lần đầu mình được thấy nè. Cái này lần đầu tiên mình cũng được thấy luôn nha các bạn. Là bây giờ thì anh này anh đang anh cột lên nè, anh cột với anh chế cái cần xịt ở phía trên cái tành tạch luôn. Xịt này tầm khoảng bề ngang cũng 10 mét hay mười mấy mét gì đó, 20 thì không tới. Cái cần ở trên kia kìa đó các bạn, cái cây hai cây cần hai bên nè. Bây giờ anh đang cột cái cây này, cái trụ để mà cột chằn nè, cột chằn hai cái cây đừng cho nó quật cho đầu xuống. Ủa còn cây này mình cột đây là để mình chặn gì anh? Cây đó là thẳng hai cây đó ngang chỗ ngoài đầu cây đó đó. À vậy là cần sạch đó ha, cần sạch để ngoài này đó ha. Rồi rồi rồi. Nó là ta tưởng đâu là để gác cần sạch chọt ở trong gần ở trong cái yên ngồi ngờ để ngoài này. Để tốt đó mình không phải thuốc. Rồi rồi ok. Rồi được một cây đó, còn cây là cột bên này nữa ha, hai cây. Cột hai bên. Đây, bây giờ thì anh này cột cái cây phía bên đây nữa nè. Đó, cột hai cây hai bên. Ấy da, trời chỗ này lúng. Ấy giời ơi, lắp một lầy luôn. À, bây giờ thì cột vô vậy rồi nữa gác là hai gần xịt hai bên là xong. Đây, bây giờ tới cái gấp cần này các bạn. Cái cần này bề ngang là bao nhiêu mét anh ơi? Bề ngang 12 mét ha. 12 mét. Cái này mình nối vô hả ta? Cái này chơi khớp ha. Cái này lập khớp. Gắp từ khớp cho nó dễ. Gắp từ khớp. Chứ bạn hỏng nó xích cái hàng nè. Rồi, sao rồi, xong hết rồi. Cái ống này lâu ngày nó bị nứt luôn các bạn. Giờ nối với bằng cái ống dây này nè. À, xong rồi đó nha các bạn. Cái này là cái là sáng tạo của là nông dân Việt Nam mình nha. Đây là nó không có được đẹp cho mấy nhưng mà xài được. Để dành mình xịt đất nhà được. Đó, chơi hai cái cây xà lè ở phía sau này là cái chiếc mà tạch tạch gắn vô vậy đó. Rồi cột vô nha, rồi bắt đầu là hồi đi thôi. Còn cái cọng dây này thì cái cây cái trụ này là lắc treo cao lên đó các bạn. Treo cao lên chừng cho nó không có đụng đất thôi. Đây là cọng dây chằng đây các bạn. Rồi ảnh đang cột hai cái đầu dây, hai cái đầu cần hai bên để chằng đừng cho nó quặt. Đó, im lắm rồi đó. Cái máy này là mình chia sẻ đến các bạn là máy này nó tới hai cái tác dụng luôn đó. Nhưng mà chỉ làm được cái mà cái đợt đầu vụ xuống giống này thôi nha, chứ mà sao lại là xịt thuốc là sẽ không có được, là do là này anh xịt diệt mầm là với anh đánh đường nước á, xịt diệt mầm với đánh đường nước luôn là chung. Đó, tiện là tiện cái đó đó. Anh giật mầm trước là do chưa có xà lúa nè, chưa có xà lúa cho nên nó mới chạy bằng cái bánh lồng này được, chứ mà khi xà lúa rồi là không có chạy vô mà xịt thuốc được. Bây giờ thì một công hai việc làm cho nó tiện lợi vậy thôi, vậy đó các bạn. Đây các bạn, bây giờ thì tới cái bình xịt cảnh sẽ để lên ha. Cái này là chế là tháp vô cái bình xịt quải của mình đó, quải dao qua trên dây á, anh để phía bên đó đó. Cái bắt đầu cái anh truyền nước cái cọng dây ở phía trên cái phi 200 lít này anh truyền xuống là cái tia bom, dẫn vô cái tia bom nó rồi đưa ra ngoài này, đang cái này đang cột đang nối vô cái cần phun đây.
khá là đơn giản. Thì chỉ có là nông dân Việt Nam mình chế ra thôi, chứ mà ít có ai mà chế được như thế này nha các bạn. Cái bài mà xịt dương mầm này là anh xịt bằng ba cái thuốc sulfit nha các bạn. Thứ một rồi. Cái rút nước lên là bằng cái bơm mà chạy bằng bằng cái bình. Đem cái bình theo. Rút lên phi. Đó, giờ chuẩn bị đồ. Chuẩn bị ra chiến đấu đó nha. Cái bờ hai cái kẹp rớt nước. Đó, xong rồi đó các bạn, bây giờ chỉ giờ ra chiến đấu à. Nãy giờ là chỉnh chu xong hết trơn nha, hoàn thiện xong trơn rồi, đã dài quanh bển rồi. Bây giờ chỉ có đi ra là rút nước lên là chiến đấu, để coi cách này như thế nào. Đây trước giờ đó là mình khẳng định là mình chưa từng thấy luôn, chưa thấy ai chế như thế này. Tình tật rồi đem đi xịt lúa nha các bạn, vừa xịt lúa mà vừa đánh đường nước luôn. Cái này là xịt vườn mầm, nói chung là chỉ áp dụng được có một tử thôi, mà mình nói lại chỉ áp dụng được có một tử, tử đầu tiên. Quay 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 chuẩn. Khá là đơn giản các bạn thấy chưa, ở phía sau thì có cái tấm dán lết để mà đánh đường nước. Vô cái phi nữa, phi là tới 200 lít lần nha. Đây là cái chai sulfit, đây là thuốc diệt mầm sulfit cho các bạn. Thì xung quanh ruộng của ảnh là như thế này, vừa chạc xong nước hơi lằn lằn gì đó là bắt đầu là anh đem vô anh xịt diệt mầm, cộng theo đó là đánh đường ron luôn đó. Đây là 2 trong 1 đó, chế vô một chai sulfit. Nước đầy hết trơn đó các bạn. Bây giờ chỉ cần chờ để mà khởi động cái máy sạch thôi. Mình nên thì làm nó hơi ấy, bất tiện, hơi cồng kềnh, hơi khó làm một chút xíu. Rớt ra nữa rồi, đây rớt nữa, rớt nữa rồi. Cái này là cái cọng dây này là chèn nước xuống đó các bạn ơi, siêu lợi hại. Cái cọng dây là chèn xuống là cái máy sạch đó chèn.
chị đây các bạn, bà chị đang xịt có bờ quá siêu đó, phụ nữ nha các bạn. Đấy, phụ nữ quẩy cái bình mà quẩy cái bình thuốc xịt. Đấy, xịt có bờ quá chuẩn ra, đi rất là bình thường nha. Ôi phụ nữ mạnh quá. Vừa sạch và vừa đất đường nước rồi nha. Giờ rồi. Quay trưởng thầy chơi. Chạy quá nhẹp rồi. Bị do anh bóp cái đoạt đầu cái nó sẽ giặt qua giặt lại, là nó sẽ làm cái cần phun nó sẽ giặt theo. Cái này ba chạy thuốc mà anh pha là chỉ có là xả sạch chỉ có 5 công thôi bạn. Một cái phi á, phi 200 lít là xịt có 5 con đất. Này chắc là xịt này rất là đậm nha. Cái mực nước á thì nó làng làng à, chứ không có ngập sâu nha các bạn. Lết làng làng nước nè. Rất là bá đạo. Rồi bên này chìm dưới nước luôn rồi. Bá đạo đây này, gặp mà anh nông dân này chế thật là bá đạo luôn các bạn. Rồi gãy luôn. Mình sẽ kết thúc clip cho các bạn dễ cạnh luôn rồi.